Xin sư từ bi giảng dạy các chi phần của bát chánh đạo để con rõ. Sư nhớ là sư có giảng một cái bài riêng về cái này rồi. Bởi vì nói kỹ thì không có thời gian, nhất là trong cái buổi vấn đáp như thế này. Mà nói ngắn gọn thì nó chỉ mang tính chất là tóm tắt thôi nha. Thành ra trong cái thời lượng của buổi vấn đáp, sư chỉ trình bày tóm tắt, chứ sư không thể nào sư trình bày một cách đầy đủ được, bởi vì đầy đủ nó cần có thời gian. Bát chánh đạo á, nó có hai tạm nó tạm chia ra làm hai. Một là bát chánh đạo trong cái sự thực hành thường nhật, tức là chúng ta thực hành từ đây cho đến lúc chứng thánh đạo thánh quả. Và thứ hai là bát chánh đạo trong cái sát na chứng đắc nha. Cái bát thánh đạo mà trong cái sát na chứng đắc ấy, thì nó chỉ là cái trạng thái thôi, nó chỉ là cái trạng thái thôi. Còn cái bát chánh đạo mà trong thường nhật là nó là những cái nội dung cụ thể mà mình phải thực hành. Phân biệt rõ giùm hai cái này. Chứ một số vị cực đoan về một hướng thì nó không có nên. Đấy, bát chánh đạo trong cái sát na chứng thánh thì nó chỉ là một cái trạng thái thôi ha. Ví dụ như chánh kiến, tức là cái trạng thái không có tà kiến đấy. Rồi chánh tư duy là cái trạng thái là ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy. Chánh ngữ chánh nghiệp là cái trạng thái mà khi đó vị ấy sẵn sàng để không có trong sạch vị giới đấy. Thì tương tự như vậy, tức là khi trong cái sát na chứng đắc đó, thì nó chỉ là cái trạng thái thôi. Còn trong rất nhiều những bài kinh khác thì bát chánh đạo ở đây là cái sự thực hành thường nhật chúng ta làm hàng ngày. Chánh kiến là gì? Muốn mà nói rõ, quý vị phải đọc cái bài kinh Chánh Tri Kiến do Ngài Xá Lợi Phất thuyết để biết cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì nên làm, cái gì là không nên làm. Để biết cái gì là khổ, cái gì là nguyên nhân của khổ, cái gì là sự chấm dứt khổ và cái gì là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Đó là chánh tri kiến. Rồi phải hiểu về nghiệp và quả của nghiệp ở cái mức độ phàm phu thì đó là chánh tri kiến. Tin tưởng về nhân và quả, tin tưởng về nhân duyên, tức là mọi sự đều có nhân duyên chứ không phải là không có nhân duyên. Đó là chánh tri kiến phải thực hành. Cái thứ hai là chánh tư duy, tức là ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy. Muốn thực hành ly dục tư duy thì phải thực hành các cái đề mục quán bất tịnh ha. Muốn vô sân tư duy phải thực hành từ tâm, muốn bất hại tư duy thì phải thực hành tâm bi, bi tâm đấy. Chánh ngữ là không dùng lời nói của mình để tạo ra các nghiệp bất thiện. Tôi nói như vậy là gọn nhất ha, không dùng lời nói của mình để tạo ra các nghiệp bất thiện, bao gồm nói dối, nói đầm thọc, nói vô ích, rồi nói độc ác, nói hai lưỡi, vân vân và vân vân. Tất cả những gì tạo ra nghiệp bất thiện bằng lời nói thì mình đều không làm. Đó là chánh ngữ, đó là việc thực hành thường ngày nha. Chứ sư nói thực hành thường ngày mà quý vị cứ đem đem cái giây phút sát na chứng thánh thì nó kỳ quá, tại nó thuộc về hạng thánh chứ không thuộc về mình nha. Mình là phải thực hành. Chánh nghiệp là sự nỗ lực kiêng tránh tất cả những cái ác nghiệp bằng thân. Thân mình tạo cái ác nghiệp gì thì mình phải tránh hết đấy. Rồi chánh mạng là sự nỗ lực nuôi mạng một cách chân chánh. Sự thực hành
hành nuôi mạng một cách chân chánh, đó là cái việc chúng ta làm hàng ngày. Rồi chánh tinh tấn là sự nỗ lực để cho cái tâm thiện chưa có thì nó sẽ có rồi nó phát triển, cái tâm bất thiện chưa có thì nó không có, có rồi nó phải diệt đi. Chánh niệm là sự thực hành tứ niệm xứ, và chánh định là sự thực hành 40 điều mục thiền chỉ. Đấy. Thì có đôi khi bát chánh đạo là sự thực hành, nhưng mà có đôi khi khi chúng ta thực hành một chi phần của những chánh đạo này thì những cái chánh đạo kia nó là cái anh phụ trợ, bởi vì nó trong cái trạng thái là đã sẵn sàng. Xin lấy ví dụ khi quý vị thực hành tứ niệm xứ, thì có phải trong lúc bây giờ đó tâm của quý vị tin tưởng vào nghiệp và quả của nghiệp, đúng không? Tin tưởng biết được cái việc thực hành tứ niệm xứ là nên làm, cái việc thất niệm là không nên làm, đúng không? Thì khi đó quý vị có chánh kiến, tức là cái chánh kiến nó phụ trợ cho cái chánh niệm. Rồi khi quý vị thực hành chánh niệm, rõ ràng lúc đó đó cái tâm quý vị lúc đó không có dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, thì khi đó quý vị có chánh tư duy khi đang thực hành tứ niệm xứ. Rồi khi quý vị đang thực hành tứ niệm xứ, có phải là quý vị đang tịnh khẩu không? Tịnh tịnh khẩu nghiệp và tịnh thân nghiệp, đúng không? Thì khi đó quý vị có chánh ngữ và chánh nghiệp nó phụ trợ cho tứ niệm xứ. Rồi khi quý vị đang thực hành tứ niệm xứ thì quý vị đâu có làm ăn kiếm sống gì đâu, đúng không? Và mình cũng không có sẵn sàng mà làm cái chuyện là cưng gian bán lận, đúng không? Thì khi đó mình có cái chánh mạng là cái phụ trợ, cho cái anh chánh niệm đây. Rồi khi quý vị đang thực hành tứ niệm xứ, quý vị phải có sự tập trung, phải có sự tập trung, thì cái sự tập trung đó là sự phụ trợ của anh chánh định đấy. Rồi khi quý vị thực hành tứ niệm xứ, quý vị phải có sự tinh tấn nỗ lực để cho chi, để cho quý vị có thể giữ gìn cái chánh niệm liên tục, do đó quý vị có được cái chánh tinh tấn. Hả? Giữ giữ cái chánh, giữ cái tinh tấn nó được liên tục mà, thì nó là chánh tinh tấn. Cho nên khi mình đang thực hành một chi phần trong bát chánh đạo thì những bảy cái chi phần kia đó nó mang cái tác dụng phụ trợ. Tương tự như vậy đối với các chi phần khác. Ví dụ như khi quý vị có chánh kiến suy tư cái gì nên làm, cái gì không nên làm, thì có phải là chúng ta phải có sự phụ trợ của sự nỗ lực tinh tấn, đúng không? Tại vì mình không tinh tấn thì thôi thì kệ cha, nó hơi đâu suy nghĩ. Đúng chưa? Là có sự hỗ trợ chánh tinh tấn. Rồi khi chúng ta suy nghĩ cái chuyện gì nên làm và không nên làm, thì khi đó có phải thân nghiệp và khẩu nghiệp chúng ta được trong sạch không? Thì có nghĩa là chúng ta được phụ trợ bởi chánh ngữ và chánh nghiệp. Rồi khi chúng ta suy nghĩ về cái gì nên làm và không nên làm, thì mình có nghĩ đến cái chuyện hại mình hại người không? Không có. Thì nó được phụ trợ bởi chánh tư duy. Rồi mình có nghĩ đến chuyện mà cưng gian bán lận không? Không có. Thì nó có sự hỗ trợ của chánh mạng. Đấy. Rồi khi quý vị đang suy nghĩ cái gì nên làm không nên làm, nó có phải chánh niệm không? Phải. Rồi khi quý vị nghĩ chuyện nên làm không nên làm, quý vị có cần cái sự tập trung không? Cần. Là chánh định. Cho nên bất kỳ một cái chi phần nào khi quý vị thực hành thì quý vị đều sẽ có sự bổ trợ của bảy chi phần còn lại. Thành ra cái bát chánh đạo là một phương pháp thực hành trong đời sống thường nhật, và cái thứ hai là bát chánh đạo trong giai đoạn chứng đắc đạo và quả, phân biệt hai chuyện đó. Có đôi khi nó là phương pháp thực hành, có đôi khi nó chỉ là cái trạng thái, nhưng mà khi thực hành một chi phần thì bảy chi phần kia nó sẽ thuộc về trạng thái phụ trợ cho cái chi phần này.